em tắm rửa sạch sẽ rồi em bú ngủ nè, đã không? Tắm xong rồi đó. Bú cái là ở dở ở xong rồi ngủ nè. Đỏ lắm rồi mà. Đỏ quá nè. Đỏ quá nè. Đã chưa? Đó. Vậy nè, luyện bé vậy nè. Không giật mình nha. Khi bé ngủ đụng bé vậy đó. Khi bé không giật mình. Đụng đó không giật mình. Nó quen rồi. Nay 3 tuần em quen rồi. Em quen rồi. Em không giật mình. Em ngủ vô đụng em không giật mình nha. Vậy nè nha. Ôi đỏ quá mẹ ơi. Em 3 tuần rồi nè. Đỏ chưa? Cái má đó kìa. Đó. Đỏ không? Tắm mát rồi đó, bú ngủ rồi đó. Ừ, xong rồi là ngủ luôn rồi nè. Giờ xuống ngủ nè. Bỏ xuống ngủ nè. Làm video một cái nè. Mẹ hôn một cái nè, đã quá nè. Đã chưa? Có ai được vậy không? Ai cắn không? Mấy cô chú nào cắn em không? Mặt này cắn không? Nè, mặt em là cắn không? Cô chú ơi. Đã quá nè. Cái mặt gì mà không cắn nữa thôi luôn á. Cái mặt gì mà không cắn nữa thôi luôn á. Đã quá mẹ ơi. Chưng quá mẹ ơi. Nó chưa? Trời ơi. Mẹ con em này thấy không? Thấy con em chưa? Mẹ lụ đạn. Mẹ ác độc. Cái con mẹ ác độc. Tối ngày vậy nè. Ok, ok con đi ngủ nha. Bú xong rồi, ợ xong rồi đó. Vậy không? Bây giờ thả ngủ rồi ngủ một giấc 2-3 tiếng không mới dậy á. Ngon lắm á. Ok, bye bye cô chú nha.